Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình trưa nay Chủ nhật ngày 27 tháng 12 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sôi động các đường chạy VN Express Marathon Huế trong ngày Chủ nhật cuối cùng của năm 2020. Tiếp sau lễ đón tàu bay đầu tiên tại cảng hàng không quốc tế Phú Bài, tối qua ngày 26 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty trách nhiệm hữu hạn hàng không lữ hành Việt Nam Vietravel Airlines đã chính thức ra mắt. Sau một năm trồng chất khó khăn thì vụ hoa tết chính là niềm hy vọng lớn nhất của nhiều nông dân. Tối qua, lễ khai mạc giải VN Express Marathon Huế 2020 đã chính thức diễn ra tại Nghinh Lương Đình. Không đơn thuần là một sự kiện thể thao bình thường, đêm khai mạc đã để lại ấn tượng về một lễ hội văn hóa quy mô sôi động, tạo không khí vui tươi trước thêm năm mới 2021. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình cùng lãnh đạo các sở ban ngành tham dự sự kiện. Giải thu hút hơn 4.500 vận động viên tham gia chạy cả cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km, trong đó có 800 vận động viên của Thừa Thiên Huế. Trong sáng ngày 27 tháng 12, các runner xuất phát tại Phu Văn Lâu từ 4 giờ 50 sáng với cự ly 42 km, 5 giờ 30 với cự ly 21 km, 5 giờ 50 với cự ly 5 km và 6 giờ với cự ly 10 km. Đất là ngã ba đường Lê Duẩn, cửa Quảng Đức. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bày tỏ sự vui mừng khi đơn vị tổ chức VN Express đã lựa chọn Huế là địa điểm tổ chức giải. Đây cũng là dịp để các vận động viên trải nghiệm chinh phục cả cung đường xanh đẹp nhất cố đô qua những điểm nhấn như Đài Nội, Cầu Trường Tiền, Chùa Thiên Mù. Với cảnh quan môi trường xanh sạch sáng, qua đó hình ảnh một Huế thân thiện, mến khách, năng động sẽ tiếp tục được lan tỏa đến bạn bè trên cả nước và quốc tế. Cũng trong đêm khai mạc, đại diện lãnh đạo Bảo VN Express đã trao 240 triệu đồng cho quỹ Hy vọng nhằm cải thiện điều kiện học tập của học sinh vùng sâu vùng xa. Thời tiết thuận lợi vào sáng nay ngày 27 tháng 12 nên đã có rất đông khán giả cổ đô tập trung về các tuyến đường tranh tài của giải marathon lớn nhất trong năm để cổ vũ cho các vận động viên tranh tài. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ cùng nhiều vị lãnh đạo tỉnh thành phố Huế, các sở ban ngành trực tiếp tham gia cổ vũ phong trào. 4 giờ 30 sáng, các vận động viên của hai nhóm chạy với cự ly 42 km và 21 km là những người có mặt đầu tiên tại Phu Văn Lâu để chuẩn bị cho chặng full marathon và half marathon diễn ra trong sáng ngày 27 tháng 12. Dành gần cả năm trời để tập luyện chuẩn bị cho giải chạy, không khí trong lành, thời tiết dễ chịu trong những ngày cuối năm tại Huế như hôm nay đem lại sự phấn khích cho nhiều runner, đặc biệt là những runner lần đầu tiên đặt chân đến vùng đất này. Hôm nay thấy chạy rất là mát mẻ và thời tiết thì rất là ấm. Em tham gia ở đây là bởi vì là em muốn đến thăm các cái di tích lịch sử của thời vua Nguyễn á. Đó, nên vậy là hôm qua em cũng đã đi thăm các lăng rồi thì hôm nay á, còn những cái chỗ mà đường chạy nó chạy qua thì em sẽ không có đi tham quan bởi vì em muốn tận hưởng cảm giác chiêm ngưỡng ở trên đường chạy. Hôm nay thì thời tiết rất là đẹp, hy vọng sẽ cuộc chạy thành công. Còn lâu lắm thì mới có cuộc thi chạy ở Huế nên là mình rất là cảm thấy chờ đợi cuộc thi hôm nay. Với thông điệp cung đường hương sắc, các vận động viên đã được trải nghiệm một cung đường đầy niên thơ khi chạy qua cả con đường rợp bóng cây xanh ẩn hiện trong làng sương sớm của thành phố Huế. Xuyên suốt mỗi chặng hành trình với những danh thắng di tích cũng như những địa điểm lịch sử nổi tiếng gắn liền với xứ sở kinh kỳ khiến người tham gia như được hòa mình vào dòng chảy cội nguồn của vùng đất thuần hóa xưa cũ. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại chân đồi Hà Khê. Như quý vị có thể thấy, sau lưng tôi đây là chùa Thiên Mù, một trong những danh thắng nổi tiếng của cố đô Huế, nằm trên cung đường chạy của VN Express Marathon Huế năm 2020. Ngày hôm nay, với điều kiện thời tiết lý tưởng như thế này, thì hơn 4.500 runners trên khắp mọi miền của Tổ quốc sẽ còn được khám phá nhiều hơn nữa những danh thắng như thế này trên hành trình chạy của mình, qua đó góp phần mang một hình ảnh cố đô Huế cổ kính xinh đẹp đến với bạn bè du khách thập phương. Sáng ngày hôm nay thì trong một cái không khí rất là tuyệt vời, thì cả 4 cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km đều xuất phát và rất là tốt đẹp. Có lẽ là hiếm có trong bao giờ, trong cả một cái năm mà rất là khó khăn, rất là vất vả đối với cả Việt Nam nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng như thế này. Thì chúng ta lại có một cái không khí rất là nhộn nhịp, rất là vui tươi, rất là trong cái không khí vừa thể thao vừa rất là văn hóa.
Điều thú vị là trong đường chạy hôm nay luôn có sự xuất hiện của những tà áo dài ngũ thân cả nam lẫn nữ trên mỗi chặng đua, tạo nên sự thích thú cho người xem cũng như lan tỏa tình yêu áo dài truyền thống của dân tộc đến với cộng đồng. Không chỉ là một hoạt động thể thao, giải VN Express Marathon Huế 2020 là một cơ hội không thể tốt hơn để quảng bá thương hiệu Huế Kinh Đô áo dài đến với mọi miền Tổ quốc. Rất vui là không chỉ có người Huế mà có rất nhiều vận động viên đến từ Hà Nội, từ Thành phố Hồ Chí Minh cũng mặc áo dài ngũ thân để chạy. Và có điều rất là hay là sau 5 km thì các anh chị ấy vẫn cảm thấy rất vui vẻ, rất khỏe mạnh và gần như cái tà áo dài không hề làm cho họ cảm thấy vướng víu gì cả. Có lẽ đây cũng là một điều mà chúng ta cần khẳng định là cái áo dài ngũ thân, cái vốn là cái thường phục của cha ông chúng ta và nó được thiết kế rất là tiện lợi cho mọi hoạt động, kể cả hoạt động thể thao. Hy vọng là càng về sau nó càng tỏa sáng, nó sẽ góp ích cho không chỉ là về mặt văn hóa, còn góp ích cho cái sự phát triển về kinh tế xã hội của cố đô Huế. Đường chạy VN Express Marathon Huế 2020 đã khép lại với phần luồn ngược dòng hoàng mục của vận động viên Lê Quang Hòa khi về nhất tại cự ly 42 km. Cả cự ly tiếp theo gồm 21 km, 10 km và 5 km cũng có cho mình những gương mặt quảng quân. Qua đó khép lại một giải đấu thành công cả về mặt chuyên môn lẫn tính lan tỏa trong cộng đồng về một hình ảnh cố đô Huế xanh tươi, hiền hòa nhưng không kém phần năng động, vui tươi, luôn dang rộng vòng tay để chờ đón du khách mọi miền đến tìm hiểu và khám phá. Tiếp sau lễ đón tàu bay đầu tiên tại cảng hàng không quốc tế Phú Bài, tối qua ngày 26 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty trách nhiệm hữu hạn hàng không lữ hành Việt Nam Vietravel Airlines đã chính thức ra mắt. Tham dự sự kiện có lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, tỉnh Thừa Thiên Huế và các đối tác. Vietravel Airlines là hãng hàng không thứ 6 và là hãng hàng không lữ hành đầu tiên của Việt Nam đặt căn cứ tại cảng hàng không quốc tế Phú Bài. Hãng cung cấp các dịch vụ vận chuyển hàng không và cả gói du lịch trong nước, quốc tế, góp phần nâng cao năng lực vận tải hàng không, phát triển ngành du lịch lữ hành của Việt Nam. Tại buổi lễ ra mắt, lãnh đạo Vietravel Airlines nhận chứng nhận người khai thác tàu bay từ Cục Hàng không Việt Nam. Giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu của Vietravel Airlines có tổng vốn đầu tư 700 tỷ đồng, hãng đủ điều kiện để khai thác vận tải hàng không trong 50 năm tới với hơn 30 máy bay bao gồm vận chuyển hành khách, hàng hóa, hành lý bưu kiện. Vietravel Airlines ra đời tạo sự hoàn chỉnh về dịch vụ lữ hành hàng không của Vietravel Holding. Tận dụng thế mạnh của tập đoàn có hệ thống chi nhánh gồm 40 văn phòng trong khắp cả nước và 6 văn phòng quốc tế cùng kinh nghiệm 25 năm trong lĩnh vực điều hành du lịch sẽ tạo thêm giá trị, tăng lợi ích cho khách hàng. Theo kế hoạch, Vietravel Airlines sẽ triển khai mạng đường bay rộng khắp cả nước, vừa gắn với các tuyến du lịch trọng điểm, kết nối các địa phương có lượng du khách cao, vừa mở rộng tới những điểm đến mới tiềm năng. Đặc biệt trước mắt sẽ góp phần liên kết kết cầu phục hồi du lịch hậu Covid. Đến nay, Vietravel Airlines đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và thủ tục cần thiết để tiến hành khai thác thương mại. Sở hữu đội tàu bay mới, hiện đại và thân thiện với môi trường, Vietravel Airlines có chiến lược phát triển đội tàu bay trong 5 năm đầu tiên, gồm dòng máy bay Airbus A321 và tương đương. Trong dài hạn sẽ hướng tới mở rộng đường bay đến Đông Nam Á, Đông Bắc Á, thu hút lượng lớn du khách đến Việt Nam. Trước nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các đơn vị kinh doanh vận tải đã sớm triển khai kế hoạch bán vé, đưa ra các hình thức khuyến mại để kích cầu và bố trí sẵn sàng phương tiện. Đến thời điểm này, lượng vé tàu hỏa, máy bay vẫn còn khá nhiều. Đơn cử như đối với đường bộ, các phương tiện vận tải trên các bến đang hoạt động bình quân với khoảng 50% hệ số trọng tải, vì vậy lượng xe về cơ bản vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách. Ngành đường sắt hiện trên hệ thống vẫn còn hơn 120.000 vé trong tổng số 240.000 vé mở bán cả hai đợt. Đối với đường hàng không, trên hệ thống bán vé trực tuyến, người dân vẫn có thể dễ dàng mua được vé với mức giá chấp nhận được. Tuy nhiên, người dân nếu đã có kế hoạch đi lại thì nên mua sớm vì tới sạc Tết, khi kho vé đã dâng càng thì mức giá sẽ tăng. Bộ Tài chính cho biết gần 55% doanh nghiệp FDI tại Việt Nam bảo lộ 131.400 tỷ đồng trong năm 2019. Số liệu trên được Bộ Tài chính đề cập trong báo cáo gửi Thủ tướng kết quả phân tích báo cáo tài chính năm 2019 của gần như toàn bộ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI tại Việt Nam. Trong năm 2019, trên 50% doanh nghiệp bảo lộ dù doanh thu của họ tăng gần 13% lên gần 847.000 tỷ đồng. Có khoảng 16% doanh nghiệp lỗ mất vốn, chỉ có khoảng 10% doanh nghiệp vẫn báo cáo tăng trưởng doanh thu.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành quyết định về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2021 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà. Theo đó, mức lãi suất cho vay ưu đãi mua nhà ở xã hội năm 2021 là 4,8% một năm, giảm 0,2% so với năm 2020. Được biết, đối tượng được vay vốn bao gồm cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang và đối tượng thu nhập thấp vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội và thuê mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70 m², giá bán dưới 15 triệu đồng 1 m². Năm 2020 là năm xảy ra nhiều loại hình thiên tai dị thường gây tổn thất nghiêm trọng về người và tài sản. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, nước ta đã phải hứng chịu 576 trận thiên tai, khiến hơn 350 người chết và mất tích, gần 1.000 người bị thương, ước thiệt hại về kinh tế là gần 40.000 tỷ đồng. Để giúp người dân khắc phục nhanh hậu quả, giảm thiệt hại do thiên tai gây ra, Tổng cục Phòng chống thiên tai đã và đang triển khai nhiều giải pháp như tới từng cơ sở, hướng dẫn người dân khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất, đôn đốc các địa phương ra soát tổng hợp thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ, nhất là về dân sinh. Thời gian tới, Tổng cục sẽ tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm, đẩy nhanh công tác di dân vùng có nguy cơ mất an toàn cao đến nơi an toàn, tiếp tục chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo vùng thiên tai có nơi ở an toàn, chống chịu tốt với các loại hình thiên tai, chủ trọng thực hiện phương châm 4 tại chỗ. Hơn 1.000 phản ánh được Tổng cục Môi trường xử lý, hơn 5.000 cuộc tấn công mạng vào Việt Nam trong năm nay, đó sẽ là những thông tin đáng chú ý tiếp theo. Theo Tổng cục Môi trường, trong năm nay, đường dây nóng đã tiếp nhận và yêu cầu địa phương xử lý theo thẩm quyền hơn 1.500 thông tin, phản ánh kiến nghị về ô nhiễm môi trường, trong đó có hơn 1.000 thông tin vụ việc đã được xử lý. Thời gian tới, Tổng cục Môi trường sẽ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải lớn, nhất là các nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nước, không khí, tăng cường hơn nữa các công cụ biện pháp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của thực tiễn. Theo ghi nhận từ hệ thống của Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy, trong tháng 12 này, tổng số cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam dẫn đến sự cố là 315 cuộc, giảm tới 54,48% so với tháng trước, giảm 0,94% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn tính trong cả năm nay, đơn vị này đã ghi nhận tổng cộng 5.168 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, giảm 0,15% so với năm 2019. Trở lại với những thông tin trong tỉnh. Sáng nay, Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tiến hành đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có ông Nguyễn Chí Tài, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, lãnh đạo Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam. Trong 5 năm qua, Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh luôn coi việc xây dựng và phát triển mạng lưới tổ chức hội là nhiệm vụ hàng đầu để phát triển và nâng cao vị thế của tổ chức hội. Hiện tại có 2 hội cấp huyện là thị xã Hương Thủy và huyện A Lưới. 2 địa phương thành lập ban vận động thành lập hội và 3 chi hội trực thuộc với số lượng gần 400 hội viên. Công tác củng cố phát triển tổ chức hội, vận động chính sách, giám sát và hoạt động truyền thông luôn được chú trọng. Nhiệm kỳ qua, hội đã vận động được khoảng 6,5 tỷ đồng giúp trên 40.000 trẻ em được hưởng lợi. Phối hợp cùng đoàn thanh niên lắng nghe tiếng nói trẻ em, tập hợp ý kiến trẻ em, chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học, tổ chức tư vấn pháp lý miễn phí, can thiệp hỗ trợ cho các trường hợp trẻ em bị vi phạm quyền, bị bạo hành, bị xâm hại được kịp thời và hiệu quả. Bên cạnh nhìn nhận những tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ qua, hội cũng đề ra phương hướng và 8 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó phấn đấu phát triển thành lập thêm 5 hội huyện, 3 chi hội, tổ chức 75 cuộc truyền thông tập huấn về luật trẻ em, tăng 20% số lượng trẻ em vào các chương trình lấy ý kiến trẻ em. Đại hội đã tiến hành bầu ban chấp hành khóa mới gồm 31 đồng chí, đồng thời tuyên dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền về bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em trong thời gian qua và trao tặng 50 xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Huyện Nam Đông vừa tổ chức phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 với chủ đề Em hãy viết thư cho một người thân trong gia đình để chia sẻ trải nghiệm của mình về đại dịch COVID-19. Đối tượng dự thi là tất cả các em học sinh dưới 15 tuổi. Bài thi là một bức thư viết dưới dạng văn xuôi về chủ đề cuộc thi chưa đăng báo hoặc in sách, dài không quá 800 từ. Cuộc thi được Liên minh Bưu chính Thế giới UPU phát động hàng năm nhằm mục đích thúc đẩy phong trào viết thư trong các em học sinh của các trường tiểu học và trung học cơ sở, giúp các em học sinh nâng cao hiểu biết, nhận thức về các vấn đề xã hội toàn cầu, đồng thời hiểu thêm về vai trò của ngành bưu chính trong cuộc sống.
Cuộc thi là cơ hội để học sinh thể hiện tình cảm, sự sáng tạo và mơ ước của bản thân. Đồng thời cuộc thi cũng là cơ hội để các em phát triển khả năng viết văn, tăng khả năng diễn đạt ngôn ngữ và sự phong phú trong tư duy sáng tạo, thắt chặt tình hữu nghị giữa các dân tộc. Và là nơi để các em có thể trao đổi, bày tỏ quan điểm và ước mơ của mình về cuộc sống tương lai. Thưa quý vị, sau một năm trồng chất khó khăn thì vụ hoa Tết chính là niềm hy vọng lớn nhất của nhiều nông dân. Những ngày này, các nhà vườn có truyền thống đang đẩy mạnh công tác chăm sóc để hoa có thể nở đều đẹp trong đúng dịp Tết. Mưa lạnh dịp cuối năm có thể là một bất lợi, nhưng với kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm, người trồng hoa vẫn đang hướng đến một vụ mùa thắng lợi, ghi nhận tại địa bàn thị xã Hương Thủy. Thôn Gia Lê Chánh, xã Thủy Vân có khoảng 70 hộ chuyên trồng hoa Tết, trong đó hoa cúc chiếm hơn 80%, còn lại là 10 giờ, vàng thọ, mâm xôi, thạch thảo. Do thời tiết mưa lạnh kéo dài nên sau thời trong đèn, hiện nay bà con đang tiến hành cắm bè cho các chậu hoa. Mỗi vườn có khoảng từ 3 đến 4 nhân công phụ trách chẻ tre, cắm nang, buộc dây cho hoa. Dạ, riêng vùng tản ký trong hoa của Gia Lê nên là được nhập hoa toàn bộ như là 90%, có những cái vùng cao là không lụt thôi, còn như vùng dưới đây cũng lụt cũng sâu lụt ra thì cũng dơ sáng sóc kỹ càng cho nên hoa bữa nay hàng cũng phát triển cũng được. Thời điểm bữa nay là vụ là tắt điện rồi, để mà cho cây hoa ra nụ thì tắt điện cách đây khoảng một tuần rồi để cho hoa đóng nụ kịp dịp Tết. Chị Nguyễn Thị An, một trong những hộ dân trồng hoa tại xã Thủy Vân, bị thiệt hại khá nặng do hậu quả của các đợt mưa lũ cho biết. Gia đình chị triển khai trồng hoa Tết từ giữa tháng 8 dương lịch với 1.000 chậu cúc các loại. Hôm nay là chị trong ngang đây chỗ hoa đây là được 500 cặp. Mình trồng chung thiệt hại là 50%. Chứ trồng lại cho nên hoa vẫn kịp Tết. Vì vừa rồi lũ cố là chị còn có chuyện quá nơi chỗ cáo là có được vượt lại được cũng 50. Cho nên cho chị cũng đang cầm hoa, nên hoa cũng vừa được kịp Tết thôi. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng với kinh nghiệm lâu năm của người trồng hoa, nên hầu hết số lượng hoa Tết của người dân trên địa bàn sẽ nở đúng vào dịp Tết để giao cho thương lái đặt mua từ trước và đưa đi tiêu thụ ở các chợ hoa. Đến thời điểm này cũng là tạm được, nhưng cũng cố gắng chăm sóc đến là tháng 12 âm lịch là cỡ khoảng 20 là có thể là đi lên phục vụ cho bà con ở trên Huế được. Trước đấy là lụt bão là coi như là xung quanh đây là cũng bị thiệt hại nhiều lắm. Dạ, nhưng thì ngã này cũng cứu được rồi. Theo thống kê, hiện nay nông dân các làng trồng hoa ở Hương Thủy còn khoảng 500.000 chậu hoa các loài để phục vụ cho thị trường Tết Nguyên Đán. Còn khoảng một tuần nữa là người trồng tiến hành ngắt bớt nụ hoa cho hoa ra đạt kích cỡ mong muốn. Nếu được giá, trung bình mỗi hộ trồng từ 500 đến 600 chậu, trừ chi phí sẽ thu lại khoảng 30 triệu đồng. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.